chung cái mô tô chào bác trai ở Thái Nguyên nhá. Xe của bác là cho nhân viên vệ sinh xử lý sạch sẽ đẹp đẽ đây rồi. Đúng như ảnh như video nhá. Bác nhìn qua vòng này. Đấy, bác nhìn qua vòng này. Khi nào bác nhận xe nếu mà sai video là em chịu trách nhiệm nhá. Sai video chịu trách nhiệm. Đấy. Đồ zin trên xe của bác này gần như là kín xe luôn. Đấy. Đúng hình ảnh video, đúng bộ tem bác thích nhá. Đấy, biển 14F4 3734 nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy. Đấy. Nhìn thấy chưa? Sáng bóng luôn. Đây quay một vòng sở ngoài. Đấy, cửa hàng em đây nhá. Chuyên phục dưỡng win đây nhá. Đấy. Tao vào xem xe ạ. Đây, em quay tiếp đến phần rè này. Rè này của bác trước chỗ này nó hàn miếng đấy, em có video giữ lại rồi. Đây là mấy con này cho bác nhá. Rè này, chi tiết lại này. Thụt này. Đây là mộc bác nhá, thụt mộc này. Đấy, vành zin hết nhá. Vành zin đẹp luôn nhá, đúng không? Bác nhìn này biết rồi. Vành zin chân trì nhá. Đấy, mộc này, ốc zin này. Đây, bác nhìn quả hơi đầu bò này phê chưa? Em quay giữ nguyên cho bác quả hơi đầu bò này, bác nhìn bác biết này. Đây, phóng to này. Hơi đầu bò này chất luôn bác nhá. Đấy, mộc zin luôn này, bác thấy chưa? Chế này, mộc zin luôn này. Đấy, từng chi tiết. Bình xăng đẹp không bác? Bình xăng tem này. Đấy, zin luôn nhá, zin luôn này, zin luôn này. Yên zin này. Đấy, khóa một chìa nhá. Khóa một chìa lắp bình xăng zin đây. Cùng công tắc đây. Thực tế đây bác nhá. Đồng hồ này. Đấy, có khóa này, gương này. Đấy, tay côn tay phanh này. Tay dắt này. Biển số xinh nhan mềm nhũn này. Đấy, mềm nhũn này. Đấy, mềm nhũn. Cái này là họ đã sơn chống rỉ trước rồi này, này. Mềm nhũn này. Nhũn nhùn luôn này. Bô này. Đấy, bô này. Vành sau đây. Vành sau bác nhìn này. Nét căng luôn nhá. Đấy, vành sau nét căng nhá bác nhá. Đấy. Tụt sau này. Càng này. Lốc này bác nhìn này. Thì cần khởi động xanh nét này. Đấy. Lốc này. Đấy. Ok chưa bác? Đây xe mộc mà nó không phải xe mới. Nếu so với cái xe mới nó khác, bao nhiêu cái xe mới nó khác này. Xe mới nó khác, xe mộc nó khác. Mỗi cái có giá trị riêng. Đấy. Ok bác nhá. Để em tạm dừng video xong lại em đăng em gửi cho bác. Có gì ngày mai em ship chiếc này của bác với chiếc xe ở Bắc Giang. Mai đi cùng một chuyến luôn bác nhá. Ok. Bác vào xem video nhá. Thực tế cứ chiếc xe bác duyệt rồi này, đến lúc em giao xe mà sai khi nào chịu trách nhiệm gì đấy bác nhá. Đấy.